Chào bạn, chào mừng bạn đến với kênh tiếng Việt chính thức của Side2Go, chuyên kênh về tâm lý và sức khỏe tinh thần. Bạn có bao giờ để ý thấy rằng người bạn của mình luôn hủy hẹn vào phút chót không? Có vẻ hơi bất lịch sự nhỉ? Tuy vậy, đó có thể là dấu hiệu của rối loạn lo âu xã hội, chứ không phải tính cách của người đó như vậy đâu. Ai cũng trải qua cảm giác lo lắng khi giao tiếp xã hội ở mức nhất định vào thời điểm nào đó. Nhưng với những người gặp rối loạn lo âu xã hội thì mức độ lo lắng, sợ hãi các tình huống giao tiếp là trên mức trung bình. Trước khi đi vào nội dung chính, chúng mình muốn lưu ý là nội dung trong video chỉ nhằm mục đích giáo dục và không có ý nghĩa thay thế cho chẩn đoán và điều trị của chuyên gia. Nếu bạn nghi ngờ bạn có thể đang mắc chứng rối loạn lo âu xã hội, mong bạn sớm nhờ đến sự tư vấn trợ giúp từ những chuyên gia tâm lý. Cùng tìm hiểu về dấu hiệu của chứng rối loạn lo âu xã hội nhé. Số 1. Khó khăn trong việc giao tiếp bằng mắt. Thường những người mắc chứng rối loạn lo âu xã hội mô tả việc phải nhìn vào mắt người khác là lo lắng đột ngột ập đến và vô cùng khó chịu. Đây có thể cũng là do gen di truyền. Nhưng những người bị chẩn đoán gặp rối loạn lo âu xã hội cho thấy sự sợ hãi rõ rệt khi họ phải giao tiếp bằng mắt. Nếu bạn mắc chứng bệnh này, một phần não bộ của bạn cảnh báo nguy hiểm khi phải giao tiếp bằng mắt với một ai đó. Số 2. Không dám ăn đồ ăn nào đó bởi họ sợ sẽ bất cẩn gây mất mặt. Bạn có sợ ăn trước mặt người khác không? Một vài câu hỏi có thể chạy trong đầu là: nếu tôi sơ ý đổ thức ăn và đồ uống ra ngoài thì sao? Nếu tôi bị hóc hoặc gây chú ý quá thì sao? Việc sợ ăn uống trước mặt người khác ảnh hưởng tới đời sống xã hội, học tập và làm việc của bạn. Trong khi giao tiếp xã hội lại cần cả những kỹ năng trên bàn ăn, những buổi họp bàn kinh doanh có thể diễn ra trong những buổi tịch tùng. Căng tin trường học cũng có thể có rất đông bạn bè của bạn ở đó. Nỗi sợ ăn uống trước mặt người khác có thể bị đẩy cao lên trong một vài tình huống hay một loại đồ ăn đặc biệt. Số 3. Hủy hẹn vào phút chót. Bạn có liên tục hủy hẹn vào phút chót không? Bạn có thể đang vướng vào vòng xoáy của lo lắng, suy nghĩ choáng ngợp và quyết định rút lui vào phút chót. Ví dụ, bạn nghĩ rằng nếu mình ở đó và khiến mọi người nghĩ mình tẻ nhạt hoặc nhút nhát thẹn thùng thì sao nhỉ? Theo các nhà tâm lý học ở Hoboken, New Jersey, Courtney Glasgow, LCSW, những suy nghĩ lo lắng choáng ngợp này có thể được điều trị bằng liệu pháp nhận thức hành vi CBT. Liệu pháp này giúp bạn đóng khung những suy nghĩ lo lắng để bạn cảm thấy thoải mái hơn trong việc tương tác với người khác. Số 4. Ngồi im trong các buổi gặp mặt nhóm. Bạn có im lặng trong các buổi gặp mặt bởi bạn sợ sẽ bị đánh giá bởi những gì bạn nói không? Khi bạn đang mắc chứng sợ xã hội, bạn có xu hướng né tránh tất cả các tình huống xã hội và im lặng trong các buổi gặp mặt nhiều người. Bạn im lặng không phải vì bất lịch sự, mà do bạn đang phải chịu đựng nỗi căng thẳng sợ hãi tột độ về việc bạn có thể gặp tình huống nào đó ngớ ngẩn đáng xấu hổ. Trong khi những người không mắc chứng bệnh này dễ dàng quên đi những tình huống đó để tiếp tục giao tiếp, thì với những người mắc lo âu xã hội, họ phải mất nhiều ngày, thậm chí nhiều tháng để suy nghĩ lặp lại tình huống đáng xấu hổ đó trong đầu. Số 5. Dễ bùng nổ, kể cả với những việc mà người khác cho là quá bình thường. Bạn có thấy bản thân dễ bùng nổ cáu giận với những việc mà chỉ khiến người khác hơi khó chịu thôi không? Những người mắc chứng rối loạn này thường khó ngủ và bị thiếu ngủ thường xuyên. Theo thời gian, thiếu ngủ khiến những cá nhân trở nên nhạy cảm với những vấn đề nhỏ, dễ cáu giận. Ví dụ, bạn la hét với thú cưng vì chúng vừa sủa to, bạn tức giận vì tín hiệu giao thông, bạn buồn chán vì phải xếp hàng dài ở siêu thị, hoặc bực tức vì lỗi nhỏ xíu của người khác. Những vấn đề rất nhỏ lại trở nên quá sức chịu đựng với những người mắc chứng rối loạn lo âu xã hội. Thực hành việc nắm bắt những khi cơn giận bùng nổ, viết chúng xuống và tìm hiểu căn nguyên của cơn giận có thể giúp ích cho những người này. Số 6. Dán mắt vào điện thoại hoặc lướt mạng xã hội quá nhiều. Bạn có lấy điện thoại ra nhiều lần khi bạn đang ở cạnh người khác, đặc biệt là người bạn mới quen không? Điện thoại, mạng xã hội là cách mà những người mắc chứng rối loạn lo âu xã hội dùng mỗi khi họ có những suy nghĩ quá tải. Bạn sợ người khác đang phán xét mình. Vì thế, lấy điện thoại ra là cách để giúp bạn sao lãng và cảm giác như thoát khỏi được tình huống đó. Số 7. Khó mở lòng để có những cuộc đối thoại sâu hơn. Rối loạn lo âu xã hội có nỗi sợ ẩn sâu là nỗi sợ bị đánh giá, bị xấu hổ trước mặt người khác. Bạn sợ mọi người nghĩ xấu về bạn, hoặc bạn bị đánh giá kém hơn khi so sánh với người khác. Vì thế, bạn sẽ khó mở lòng để có những cuộc đối thoại sâu. Thậm chí, chính bạn cũng có thể nhận ra nỗi sợ bị đánh giá nhiều khi rất vô lý và bị thổi phồng. Nhưng bạn vẫn không thể ngừng lo lắng được. Số 8. Rời khỏi những bữa tiệc sớm. Bạn có luôn lo lắng bạn sẽ tự làm điều gì đó ngớ ngẩn với bản thân hoặc khiến những người xung quanh xấu hổ vì bạn không? Người mắc chứng lo âu xã hội cảm thấy quá tải khi tham dự tiệc tùng bởi họ sợ bị chú ý và đánh giá bởi quá nhiều người.
Vì thế, một vài người có thể tạo ra lý do bận rộn để trốn tránh hoặc không để mình mắc kẹt lâu hơn. Bạn có gặp dấu hiệu nào kể trên? Giao tiếp xã hội đúng là đôi lúc thật căng thẳng và mệt mỏi, nhưng nó là một phần của cuộc sống. Bạn có thể sử dụng những cách thức thích ứng và dần ra khỏi vòng thoải mái của mình. Nếu bạn hoặc người thân yêu có bất cứ dấu hiệu nào kể trên, mong các bạn sớm tìm đến sự trợ giúp từ chuyên gia tâm lý. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy like và chia sẻ nó với những người đang cần nội dung này. Tài liệu tham khảo chúng mình để trong phần mô tả. Đừng quên đăng ký kênh để nhận nhiều video về tâm lý và sức khỏe tinh thần hơn nữa. Chúc bạn một ngày vui tốt lành. Hẹn gặp bạn trong các video sau.